Hello cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ chữa 20 câu phát âm trọng âm. Phần này thì các bạn thi đại học thì thường rất là sợ, nhưng mà chúng ta sẽ càng sợ thì càng phải làm, đúng không ạ? Câu đầu tiên, 5 câu phát âm nhé. 5 câu phát âm. Combine. Thì khi mà học phát âm ấy thì các bạn nên học trọng âm luôn, thì là một công đôi việc nhé. Combine này. Đấy. Arrive. Đấy. Ambition là y nha. Và từ này nhé, các bạn thường đọc là a thì hate, tuy nhiên nó sẽ là I. Height. Chưa? Thì suy ra là đáp án C. Tiếp, câu số 2. Sandal. Attraction. Ủa sao nhỉ? Sample nè. Thế là đáp án sai à? Sandal. Abet nhá. Attraction. Abet cả má. Analyst. Chờ mình chết lại một chút. Analyst luôn. Thế giờ câu này không có đáp án. Sample. Hoặc từ sample này sẽ có hai cách phát âm. Ok, mấy thằng này á bẹt. Thì thằng sample này sẽ có hai cách nhé. Nếu mà dùng theo UK, sample này là US, là của Mỹ đó. Của Mỹ thì sẽ phát âm là sample. Ok, nhưng mà của Anh ấy thì nó sẽ là A. Sample. Được chưa? Trọng âm 1 nhé. Đấy, thì các bạn nhớ là khi mà các bạn học phát âm á, thì các bạn học trọng âm luôn. Thì là một công đôi việc, vì đa số các bạn sẽ là rất là sợ trọng âm. Đấy, nên sao là câu này đáp án D, bởi vì nó sẽ phát âm theo UK là sample. Rồi, câu này nhá, motivation trọng âm 3 tới này. Mo là O ạ. Đấy. Rồi, tiếp tục này, block này, contact, model, được chưa? Đấy, nên suy ra câu này sẽ là A. Context, ngữ cảnh. Thường thì danh từ với tính từ hai em tiết sẽ chọn một nha các bạn nhé. Rồi, context, chọn một luôn, model. Đấy, model là người mẫu hoặc là mô hình. Rồi, tiếp tục câu này nhé. Vegetarian. Rồi cái đuôi IA này với đuôi ION thì nó giống nhau, sẽ là trọng âm liền trước nó. Đang bài phát âm tuy nhiên là mình sẽ học trọng âm luôn. Rồi eternal, E đúng không ạ? Ve này, ve là E này, E này. Rồi tiếp tục chemist. Rồi cái từ này là trong từ chemistry là hóa học đúng không ạ? Sẽ là K nhé, là trọng âm 1. Đấy chứ đừng đọc chemist. Address này, care đúng không? Đấy suy ra là đáp án B. Rồi address. Address. Từ address này địa chỉ. Còn động từ đó cũng có sẽ có hai cách đọc. Address cho âm 2 hoặc là address. Đấy cho âm 1. Đấy thì tùy vào cái bài trọng âm nhé. Nếu ba thằng kia 2 rồi thì thằng address này sẽ 1. Đấy. Rồi. Possession. Đang gì nhỉ? Chữ S đúng không? Ok. CDA bỏ rồi.
impress này, cái này add này, massage add này, add này, đấy. Còn chỗ này có mỗi thằng sở hữu thì sẽ là z đúng không? Possession. Rồi, các bạn sẽ thấy từ này là z, cho âm 2. Đấy. Suy ra nó là z nên là đã bán vào đó. Ok. 6 nào. Động từ ham tiết này, respect high này, describe high này, advise high này. Đấy, còn notice đó thì sẽ là 1. Ok. Từ thì các bạn nhớ đấy, ơ ấy, ví dụ ơ, advice thì không bao giờ ơ, mình đọc là ơ, ớ, tuy nhiên là ông sẽ không thường vào đấy nhá. Ok, tiếp tục này, exciting, hai, adventure, hai, excursion, hai, đấy cái đuôi này liền trước nhá, sẽ còn thằng này thôi, advertise, quảng cáo, chưa, rồi quảng cáo có thể có từ, có trọng âm 3. Tuy nhiên là trong trường hợp này là hay được nghe hai đúng không? Em. So, advertise. Advertise. Một à. Cái này chỉ có một thôi. Còn cái danh từ cơ. Danh từ thì cũng có trường hợp trong là nó ba. Advertisement hoặc advertisement. Đấy. Ok. Câu à, suy ra là C à. Rồi, tiếp tục. Câu này nhá. Động từ thiết kế này, design. Chợ này, market, 1 ạ. Bookshop, 1 ạ. Từ damage, 1 ạ. Suy ra là đáp án B, thiết kế nhé. Tiếp tục, động từ ham tiết này, arrangement. Cái thằng arrange, động từ nó 2, nên suy ra là nó thêm có thêm đuôi mình thì nó vẫn 2 thôi. Arrangement, ok. Encouragement, 2 luôn. Rồi, từ y này đếm lên 3 lần phi, cách nó là phi 1 2 3, biography này đấy, còn duration này liền trước này, recognition là 3 đúng không, 3 thằng 2 rồi thì thằng 3 này đã bán vào nó thôi. Tiếp tục câu số 10 nhá, đuôi y này đếm lên 3 lần cho tớ này, mystery 1 đúng không ạ. Rồi từ trợ lý này, động từ 2 tiết trọng 2, assistant tức là gì, động từ mà nó thêm đuôi thì nó vẫn vào nó thôi, vẫn giống như cái từ động từ thôi, nên vẫn là 2. Tiếp tục từ xuất hiện nhá, chưa có đuôi này thì nó là 2. Appearance nên là cũng 2 luôn. Và đuôi ear này, decision 2 luôn, đúng không? Rồi, à, đấy. Thì các bạn cố gắng phân tích một chút. Tức là càng sợ cái gì mình càng phải làm cái đấy nhá, chứ đôi khi là mọi người là sợ học không thấy thì đi thi toàn cứ khoanh bừa. Khoanh bừa thì khả năng đúng là không có đâu. Rồi, tiếp tục 10 câu này, 10 câu nhé. Cứ mỗi ngày càng sợ cái gì thì các bạn làm lấy 20 câu. Làm nhiều thì sợ, nhưng mà làm ít vừa vừa thôi thì ok mà. Được chưa? Rồi, câu số 1 nhé. Advertise, 1 ạ, đúng không? Ai nhé, delight, ai này, deliver, đấy, y này, và twice, 2 lần đúng không? Ok, suy ra đáp án là thằng gì? Deliver. Đúng rồi, muốn quyển người mới bắt đầu. Ừ, em học người mới bắt đầu thì em sẽ học cái ngữ pháp và từ vựng cơ bản đấy nhé. Ok, tiếp tục câu 1 à, câu 1 đáp án C rồi. Câu 2 này, câu 2, break này, stake này, mean, đúng không? Behavior, đấy thì suy ra là đáp án mean đúng không, C luôn. Ok, tiếp câu số 3.
Mechanic này, A này. Character, 1 này. Casual, advanced. Thằng này ơ nha. Suy ra là câu 3 là đáp án A. Câu 4 này. Thằng này u, đọc ngắn là good. Ok, con này smooth. Tooth, food, đồ ăn đúng không? Suy ra là câu 4 là B này. Tiếp, câu 5. Clothing, vải nhá. Ok, chữ O. Còn mấy thằng kia là O nhá. Construct, trọng 2 này. Majority, woolen. Ok, suy ra đáp D. Đáp ăn D. Tiếp, câu 6 đúng không ạ? Happen, 1. Canteen vào đấy nhé, trọng âm 2. Direct, 2. Below, 2. Ok, suy ra câu 6 á, đáp án C. Câu 7 này. Capital, 1. Gathering, 1. Property, 1. Destruction, 2. Trước đây chân đúng không ạ? Suy ra đáp án vào D. Câu số 8. Omission này, 2 này. Description 2 này. Retirement 2 này. Admirable, từ ngưỡng mộ, tính từ đúng không ạ? Thì suy ra là đáp án A. Câu số 9. Dentist, neighbor, fishing. Chọn có từ result. Đấy, là 2 A. Câu 10. Document, 1 đúng không? Proposal, modernize, animal, B là trọng âm 2. Đấy, cứ mỗi ngày các bạn làm 20 câu như thế. Đừng có sợ trọng âm nhé. Trọng âm không có gì phải sợ đâu. Thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng chữa cho các bạn một số câu như vậy.